Thưa các thầy cô giáo và các em học sinh, năm 1949, cuộc kháng chiến của nhân dân ta bước vào giai đoạn phản công. Tại Sài Gòn, các tầng lớp đồng bào cũng tích cực hưởng ứng dưới nhiều hình thức. Biểu tình chống siêu thuế, chống bắt lính, đòi việc làm, học sinh sinh viên bãi trường, bãi khóa liên miên. Giặc Pháp càng thua đau, càng ra sức đàn áp khủng bố nhân dân các vùng chúng tạm chiếm. Trong đó, học sinh sinh viên cũng bị chúng bắt bớ giam cầm. Trong lịch sử đấu tranh giành độc lập của dân tộc, có lẽ không có thời kỳ nào mà phong trào đấu tranh của học sinh sinh viên lại diễn ra mạnh mẽ như những năm 1949-1950. Giai đoạn này, phong trào đấu tranh của thanh niên, học sinh sinh viên ở các đô thị diễn ra rầm rộ, rộng khắp, nhất là ở Sài Gòn, Gia Định. Ngày 9 tháng 1 năm 1950, Đoàn Thanh niên Cứu Quốc và học sinh sinh viên Sài Gòn, Gia Định, Chợ Lớn đã tổ chức vận động trên 10.000 người dân xuống đường biểu tình. Lực lượng đông nhất là học sinh sinh viên để đòi bảo đảm an ninh cho học sinh sinh viên học tập và trả tự do cho những học sinh sinh viên đã bị bọn cầm quyền bắt và đàn áp dã man. Trong cuộc đấu tranh không khoan nhượng đó, Trần Văn Ơn, người thanh niên tiêu biểu cho lòng yêu nước và ý chí đấu tranh bất khuất của học sinh sinh viên, đã anh dũng hy sinh. Trần Văn Ơn sinh ngày 29 tháng 5 năm 1931 tại xã Phước Thạch, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre. Cha anh là ông Trần Văn Nghĩa, là công chức bậc thấp. Mẹ anh là bà Huỳnh Thị Tiểu. Thuở nhỏ, anh học tiểu học ở thị xã Mỹ Tho. Sau đó, anh cùng với gia đình chuyển đến trú quán tại số nhà 322/10 ở Sài Gòn. Và gia đình anh có nhiều người đã theo cách mạng từ lúc tuổi thanh niên như thế. Đến năm 1949, năm 1950, anh học tại trường Petuski, nay là trường phổ thông trung học chuyên Lê Hồng Phong. Trần Văn Ơn là một học sinh chăm ngoan hiếu học, là niềm tin của các thầy cô. Bên cạnh học tập, anh bắt đầu tham gia vào các hoạt động xã hội yêu nước ngay tại trường. Năm 1947, được tổ chức phân công, anh bắt đầu tham gia vào phong trào học sinh sinh viên yêu nước tại trường, tham gia hội học sinh sinh viên Việt Nam tại Nam Bộ. Anh là hội viên mật của đoàn học sinh kháng chiến nội thành, đồng thời nhận nhiệm vụ tuyên truyền vận động học sinh trong trường tham gia vào các hoạt động chống thực dân Pháp và chính quyền thân Pháp. Ngày 9 tháng 1 năm 1950, ở Sài Gòn đã nổ ra một cuộc biểu tình lớn, có hơn 6.000 học sinh, sinh viên và giáo viên của các trường yêu cầu đòi Thủ tướng Trần Văn Hữu phải thả ngay những học sinh, sinh viên bị bắt. 13 giờ ngày 9 tháng Giêng, chính phủ của Thủ tướng Trần Văn Hữu huy động một lực lượng lớn cảnh sát đàn áp phong trào biểu tình. Chúng đem vòi rồng phun nước và dùng dùi cui đánh đập hết sức tàn nhẫn học sinh, sinh viên và giáo viên của các trường. Cuộc đàn áp này, chúng đã bắt đi 150 người và đánh đập 30 người trọng thương tại chỗ. Không lùi bước trước kẻ thù, Trần Văn Ơn cùng một số bạn bè hiên ngang tiến về phía trước, lớn tiếng tố cáo tội ác của chúng, đồng thời che chở cho các em nhỏ phía sau. Theo trang của tỉnh Bến Tre, trong lúc khiêng nữ sinh Tạ Thị Thâu của trường Gia Long bị cảnh sát đánh ngất, anh Trần Văn Ơn đã bị trúng đạn vào bụng. Theo nhà báo Lê Trung Nghĩa của báo Tuổi Trẻ, Trần Văn Ơn bị bắn trong lúc đang đỡ học sinh trèo qua đám củi chất sát gạo để vượt tường rào của chúng. Cùng với các nạn nhân khác, anh được đưa vào viện Chợ Rẫy để cứu chữa. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng nên anh đã chút hơi thở cuối cùng và qua đời vào hồi 15 giờ 30 phút ngày 9 tháng 1 năm 1950. Khi đó, anh Trần Văn Ơn mới chưa đầy 19 tuổi. Tại nghĩa trang Chợ Lớn, nhiều điếu văn đã được đọc để tưởng niệm Trần Văn Ơn. Trong số đó, điếu văn của đại biểu các học sinh sinh viên có đoạn: "Chúng ta sẽ không bao giờ quên được ngày 9 tháng Giêng, ngày mà anh Ơn và các bạn học sinh sinh viên đã đem xương máu sinh mạng của mình đổi lấy tự do cho các bạn bị giam cầm. Tinh thần bạn Trần Văn Ơn bất diệt."
Đám tang của anh hùng Trần Văn Ơn một lần nữa nhắc nhở thế hệ trẻ Việt Nam hãy hành động như những chiến sĩ trẻ được coi là cánh tay đắc lực của Đảng ta. Từ đây, càng nhắc nhở thế hệ trẻ Việt Nam đã và sẽ mãi mãi trở thành lực lượng lớn yêu nước để đấu tranh chống lại chính quyền thực dân Pháp và tay sai, đưa đến những niềm tin trong đấu tranh giành độc lập tự do cho Tổ quốc. Ngày anh mất, ngày 9 tháng Giêng đã được lấy làm ngày truyền thống học sinh sinh viên Việt Nam.